Và quay trở về một điểm tin chính trong ngày là phần tin thế giới và Á Châu. Xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới đã cho biết cảnh sát đã hiện mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng dao tại Jerusalem. Lực lượng cảnh sát Israel vào Chủ nhật ngày 18 tháng 3 cho biết một người Palestine đã dùng dao đâm trọng thương một người Israel ở vùng thánh địa Jerusalem và nghi phạm đã bị bắn chết ngay sau đó. Phát ngôn viên của cơ quan giải cứu khẩn cấp Megan của Israel là David Adam cho biết người đàn ông bị đâm vào phần trên cơ thể và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Phát ngôn viên của cảnh sát là Mickey Rosenfeld nói rằng một sĩ quan cảnh sát ở gần đó đã chạy đến bắn vào kẻ tấn công. Cơ quan an ninh Shin Bet của Israel đã xác nhận nghi can có tên là Abdel Rama Bani Fadel, 28 tuổi, là cha của hai người con cư ngụ ở làng Akraba gần thị trấn Nablus. Căng thẳng đã gia tăng tại Jerusalem kể từ khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên tiếng thừa nhận thành phố này là thủ đô của Israel vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái. Cách đây không lâu, một người Palestine đã lái xe đâm chết binh sĩ Israel đang canh gác tại con đường gần khu định cư của người Do Thái tại Tây Nga. Thưa quý vị, 5 công dân Ấn Độ bị thiệt mạng trong vụ pháo kích của quân đội Pakistan. Một nguồn tin an ninh vào ngày Chủ nhật vừa qua cho biết, 5 thành viên của một gia đình người Ấn Độ đã bị thiệt mạng và 2 người khác bị thương tại một cuộc pháo kích do quân đội Pakistan tiến hành dọc trên đường biên giới giáp ranh giữa Ấn Độ và Pakistan. Ấn Độ và Pakistan trong thời gian gần đây thường tấn công đối phương bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài 15 năm qua giữa hai quốc gia láng giềng có trang bị vũ khí nguyên tử. Các quan chức Pakistan cho biết, 9 người đã bị thương tại khu vực biên giới Kashmir do Pakistan kiểm soát trong vụ nã pháo từ phía Ấn Độ xảy ra vào đêm thứ Bảy 17 tháng 3. Căng thẳng tại khu vực Kashmir đã ngày một leo thang kể từ khi xảy ra cuộc tấn công vào doanh trại quân đội Ấn Độ hồi tháng trước, khiến 6 binh sĩ bị thiệt mạng. Ấn Độ đã đổ lỗi cho Pakistan gây ra cuộc tấn công này. Người Brazil đã xuống đường để biểu tình lên án vụ giết hại 2 nhà hoạt động chính trị. Có nhiều người dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thủ đô Rio de Janeiro của Brazil để phản đối vụ giết người theo kiểu hành quyết sau cái chết của chính trị gia kiêm ủy viên hội đồng thành phố Marielle Franco, người nổi tiếng là nhà phê bình thẳng thắn đối với các giết hại người nghèo của cảnh sát. Các nhà điều tra, công tố viên và thậm chí là giới lãnh đạo các băng đảng ma túy đều cho rằng vụ giết hại bà Marielle Franco, 38 tuổi thuộc Đảng Xã hội Tự do, PSOL, là vụ ám sát mang động cơ chính trị. Bà Franco đã bị bắn 4 phát đạn vào đầu khi đang ngồi phía sau xe hơi ở Rio. Tài xế của bà cũng đã bị giết chết. Cách đây khoảng 1 tháng, chính phủ Brazil đã ban hành sắc lệnh yêu cầu quân đội Brazil tới giữ an ninh tại thủ đô Rio de Janeiro, nơi mà những vụ giết người đang gia tăng vượt ngoài tầm kiểm soát. Bà Franco từng lên tiếng chỉ trích chính sách an ninh của chính phủ vì điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực giữa cảnh sát và dân thường. Thưa quý vị, ông José Antonio Meade ghi danh làm ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng PRI. Cựu Bộ trưởng Tài chính Mexico José Antonio Meade cam kết sẽ hủy bỏ dự luật miễn trừ tội vốn đang bảo vệ các quan chức tham nhũng khỏi bị truy tố sau khi ông quyết định trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống đại diện cho đảng cầm quyền PRI. Ông José Antonio, người từng tốt nghiệp bằng tiến sĩ kinh tế của trường đại học Yale cho biết các cựu tổng thống cũng không nên được miễn trừ cứu nếu như phạm tội tham nhũng. Các cuộc thăm dò cho thấy ông José, 48 tuổi, đang đứng ở vị trí thứ 3 trong số các ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống vào tháng 7 sắp tới. Hàng loạt các vụ bao bối tham nhũng xảy ra trong những thập niên qua đã làm dậy sóng làng chính trị Mexico. Mexico hiện xếp thứ 128 trong số 137 quốc gia tham nhũng. Các cử tri Mexico sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 1 tháng 7 và làm ứng cử viên đắc cử tổng thống sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 12 năm nay. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết cảnh sát của Maldives đã bắt giữ 139 người biểu tình chống lại chính phủ. Lực lượng cảnh sát Maldives đã bắt giữ ít nhất là 139 người biểu tình thuộc đảng đối lập sau khi mà những người này lên tiếng phản đối và đồng thời không tuân thủ theo các chính sách gìn giữ an ninh mà chính phủ ban hành tại thủ đô Male. Thưa quý vị, Tổng thống Maldives Abdullah Yamin cách đây khoảng vài tuần lễ đã tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 30 ngày, tức là đến ngày 22 tháng 3 sắp tới đây. Sau khi mà có hàng ngàn người dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường biểu tình để kêu gọi chính phủ trả tự do cho các nhà lãnh đạo thuộc đảng đối lập. Phát ngôn nhân sở cảnh sát Amit Shiffen nói với hãng thông tấn Reuters rằng có đến 141 người đã bị bắt giữ vào tối thứ 6 tuần trước. Hai người trong số này đã được trả tự do.
Các nhân chứng cho biết cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. Chính phủ Maldives hiện vẫn chưa có kế hoạch gia hạn thêm tình trạng khẩn cấp sau ngày 22 tháng 3. Thưa quý vị, bão nhiệt đới Alekhine khiến 17 người thiệt mạng tại Madagascar. Truyền thông quốc tế loan báo ít nhất 17 người đã bị thiệt mạng sau khi cơn bão nhiệt đới mang tên Alekhine tấn công vào mạn đông đảo quốc Madagascar trong suốt vài ngày vừa qua. Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia cho biết, tính đến ngày thứ Hai 19 tháng 3, đã có hơn 6.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Giới chức trách chính phủ đang nỗ lực tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Bão nhiệt đới Alekhine đã đổ bộ vào tỉnh Manara của Madagascar vào khuya thứ Bảy tuần trước với sức gió khoảng 85 km một giờ, với gió giật có lúc lên đến 120 km một giờ. Tỉnh Mananara tọa lạc cách vùng Antananarivo khoảng 635 km về hướng đông bắc. Vào tháng Giêng vừa qua, một trận lốc xoáy mang tên Ava cũng đã cướp đi sinh mạng của 51 người tại Madagascar. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.